Sáng hôm nay khỉ nó xuống quá trời luôn, khỉ nó xuống đầy đường luôn các bạn. Hiện tại đang là buổi sáng ngày 15 tháng 9 năm 2020 các bạn. Có sự tham gia của hai mẹ con Như Mộng luôn, ba mẹ con đó luôn đó. Ba mẹ con Như Mộng à, dễ thương không? Xuống đầy đường luôn các bạn ơi. Khu vực này hiện tại là quay chỗ nào cũng có khỉ hết. Hôm nay buổi sáng hôm nay mấy con khỉ nó vui hay sao mà nó xuống đầy đường luôn các bạn. Sáng hôm nay toàn là mấy bạn trẻ không à. Wow, khỉ nó xuống quá trời luôn các bạn. Vui là vui. Nhóm đằng kia nữa kìa. Nhóm đằng kia nó buồn đông quá, chứ đông luôn. Thôi bà đằng kia nó buồn lại quá, chứ đông luôn. Vì ở đằng có người chăng. Tối lên YouTube em ơi, tối lên YouTube coi. Có mình trên YouTube nha. Đừng tới gần đó, đừng tới gần đó, nếu như mà mình không có thức ăn thì đừng tới gần đó. Đừng tới gần nhưng mà mình phải có thức ăn. Còn có thức ăn tới gần đó, nó cảm thấy mình nguy hiểm á. Cho nên là phải đúng vậy thôi. Nhắn mình tối lên YouTube coi nha. Anh làm anh quay YouTube. Con khỉ này hiền lắm nè. Con khỉ đó nếu mà cho nó ăn á, bút ve nó được. Thôi mở kênh núi khỉ V3 coi. Núi khỉ V3 đường V3 đó. Mở kênh núi khỉ V3 này lên. Mm-hmm.
Ok.